Một trong số những điểm mới đáng chú ý của luật đất đai sửa đổi đó chính là quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, đang được người dân rất quan tâm. Cùng bình luận về nội dung này ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay sự có mặt của ông Mai Văn Phấn, là Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin Đất đai, thành viên của Tổ biên tập Luật Đất đai sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn phóng viên, xin cảm ơn quý khán giả. Và trước khi chúng ta bước vào phần trao đổi trực tiếp ngày hôm nay tại trường quay, thì chúng tôi mời quý vị khán giả cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây về vấn đề này. Theo Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, chia các nhóm trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất không có giấy tờ gồm: một là hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp. Hai là hộ gia đình cá nhân sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp. Ba là hộ gia đình cá nhân sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp. Ngoài ra, luật cũng quy định hộ gia đình cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, điều 118 của luật này đã được sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 mà không có giấy tờ quy định có đăng ký thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Bên cạnh đó, các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ổn định và mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức nhà nước giao đất, không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định. Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với diện tích đất nông nghiệp còn lại nếu có phải chuyển sang thuê đất của nhà nước. Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Vâng, quay trở lại trường quay ngày hôm nay, thưa ông Mai Văn Phấn, với cái quy định mới này thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái khoảng thời gian đã được nới ra thêm, đó chính là 10 năm so với là cái quy định cũ. Và rõ ràng là với cái điều này thì nó sẽ giúp giảm thiểu cái sự khó khăn cho những cái cá nhân và hộ gia đình sử dụng đất không có giấy tờ và cũng từ đó có cái cơ hội là công nhận được cái quyền sử dụng đất của họ trong từ trước đến giờ. Ông nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Vâng, thưa phát thanh viên, thưa quý khán giả, thực ra mà nói thì về cái nội dung chính sách mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người đang sử dụng đất thì nó cũng đã được kéo dài trong suốt qua các cái thời kỳ chính sách pháp luật về đất đai. Thì nó được chia ra các cái trường hợp cụ thể, có những cái trường hợp là giải quyết các cái tồn tại lịch sử cho người đang sử dụng đất, có những trường hợp là cấp giấy đối với những trường hợp giao đất cho thuê đất mới. Thì qua quá trình mà tổng kết nghị quyết 19 cũng như là tổng kết cái việc thi hành luật đất đai 2013 thì một vấn đề chúng tôi nhận diện thấy rằng là còn mặc dù rằng là số lượng giấy chứng nhận cấp cho cái nhóm này thì cũng tương đối lớn, diện tích thì tỷ lệ thì cũng lớn, nhưng mà cái số hộ mà còn tồn tại lại hiện đang sử dụng đất thì cũng còn khá nhiều. Đấy, liên quan đến hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất thì luật đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua thì được chia ra làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nhóm thứ hai là nhóm mà hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nhưng không vi phạm pháp luật đất đai, cũng như là không phải thuộc cái trường hợp là giao trái thẩm quyền. Nhóm thứ ba là nhóm về có vi phạm về pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Và nhóm thứ tư đó là nhóm mà giao trái thẩm quyền. Thì liên quan đến nội dung này thì về cái nhóm thứ hai là hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất. Thì thực chất ở đây mà nói, nhóm này chủ yếu được tồn tại là thông qua cái việc là
đất có nguồn gốc từ ông cha để lại nhưng chưa có giấy tờ, chưa được nhà nước xác lập giấy tờ. Vì vậy nên là trong luật đất đai lần này có những điểm mới. Thứ nhất đó là mở rộng cái khung thời gian so với luật trước. Trước đây thì là được xác định đến mùng 1 tháng 7 2004, nhưng nay được mở rộng ra là đến ngày mùng 1 tháng 7 2014, với mục tiêu là giải quyết đây là những cái trường hợp mà trách nhiệm của nhà nước là phải cấp để bảo hộ cái quyền lợi ích hợp pháp cho người dân. Cái thứ hai là đảm bảo cái việc để người dân được thực hiện cái quyền của mình mà theo quy định của pháp luật. Thế thì đối tượng ở đây là như tôi nói là chủ yếu là tập trung vào là hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc từ ông cha để lại. Vâng, thưa quý vị và các bạn có thể thấy là với những cái điểm mới này thì nó đang mở rộng cơ hội cho người dân của chúng ta tiếp cận được một cái nguồn lực đất đai một cách hiệu quả hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều hộ dân đang rất chờ đợi luật đất đai sửa đổi được thực thi để họ có thể là chính chủ đứng tên trên những mảnh đất, ngôi nhà mà mình đã sử dụng từ rất lâu rồi. Mảnh đất rộng hơn 70m² này được gia đình ông Viên mua và xây nhà tạm từ năm 2004 với giá khoảng 10 cây vàng, tức là khoảng hơn 70 triệu lúc bấy giờ. Vì mua giấy tờ tay và chung sổ đỏ với chủ đất, nên đến nay ông chưa được cấp quyền sử dụng đất riêng. Chưa có sổ đỏ, nhà ông và con cái cũng chưa thể yên tâm để lập nghiệp, xây dựng gia đình, dù đã sống ở đây gần 20 năm. Nói đúng ra thì nguyện vọng của dân thì lâu lắm rồi. Hằng ngày, hằng đêm là mong mỏi thì cũng mong sao cho giải quyết càng sớm càng tốt càng. Và cái khi mà đã có giấy tờ ổn định rồi, tôi sẽ sửa nhà lại cho đàng hoàng mà ở. Vì nó đúng ra con cái cũng lớn rồi, nó cũng gần lập gia đình rồi, nhưng mà nhà cửa vậy nó không dám cưới vợ. Chỉ cách nhau một con hẻm, bên kia các hộ dân đều đã được cấp sổ đỏ, có thể xây dựng nhà ở kiên cố. Còn bên này, cả trăm hộ dân tại ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh thì chưa được cấp. Các ngôi nhà được người dân dựng lên cũng đa số là quây tôn để dùng tạm bợ nhiều năm qua. Đa số các hộ mua đất bằng giấy viết tay từ năm 2004 trở về sau nên chưa được cấp sổ đỏ theo luật đất đai 2013. Tuy nhiên với luật đất đai sửa đổi, thời gian này được mở rộng thêm 10 năm, tức là trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Chúng tôi cũng trao đổi thông tin cho bà con hàng xóm là có cái sự luật sửa đổi đó là 2025 và bắt đầu là từ 2025 luật sửa đổi, thì nói chung là thông tin thì bà con rất mừng, tất cả đất chỉ cái giấy tay photo thôi, nhưng mà cũng rất may là ở cái khu này chưa có một cái vấn đề gì xảy ra về tranh chấp đất một sổ và hai ba chủ. Cái điều mong muốn của người dân là có cái sổ, có cái số nhà để cho con cháu được đi học và con cái được giữ trẻ, ví dụ hoặc là xin điện, xin tí điện, xin tí nước. Rất mừng coi như là nhà nước coi như đã mở cửa thay đổi luật để coi như là đúng theo ý tâm tư nguyện vọng của người dân. Chúng tôi rất mong muốn coi như là luật sẽ được thực thi đúng và đủ theo ý nguyện vọng coi như là và cái đúng luật coi như là của nhà nước ban hành là tốt rồi. Người dân tại đây đều đang chờ đợi luật đất đai sửa đổi được thực thi để những mảnh đất mình sở hữu được đứng tên chính chủ. Những ngôi nhà sẽ được xây dựng kiên cố, có địa chỉ rõ ràng để họ yên tâm, an cư, lập nghiệp. Từ đó đất cũng trở nên giá trị và được người dân sử dụng hiệu quả hơn. Chính quyền cũng sẽ thuận lợi trong công tác quản lý hơn. Vâng, thực tế cho thấy là trong thời gian qua không có địa phương nào có thể hoàn thành được 100% công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Điều này đã gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch. Do vậy, Điều 138 luật đất đai sửa đổi vừa thể hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà nước đối với người sử dụng đất và vừa nâng cao được chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với đất đai. Tại xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, trong năm qua, xã mới chỉ hoàn thiện được 24 hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Dù đã đạt trên 90%, nhưng quá trình thực hiện vẫn còn một số trường hợp gặp khó khăn khi thiết lập hồ sơ, đặc biệt là đối với người dân thiếu giấy tờ về đất đai các thời kỳ. Đối với các trường hợp sử dụng ổn định mà không tranh chấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo luật đất đai 1993 và đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà phù hợp với một trong ba quy hoạch như quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện này, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn thì được xem xét cấp giấy. Cái này thì cũng là một cái điều thuận lợi và cũng rất là mong muốn là Bộ Tài nguyên Môi trường
sớm ban hành các nghị định để khi luật đai sửa đổi mà có hiệu lực thì từ cấp xã, cấp huyện và thành phố sẽ tháo gỡ được những cái vướng mắc tồn tại để người dân được cấp giấy để sử dụng ổn định lâu dài. Còn tại xã Đắc Sở, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cho công dân vẫn còn tồn tại hai vấn đề chính: diện tích vượt hạn mức và diện tích được giao không đúng thẩm quyền. Căn cứ vào cái điều 23 của nghị định 43/2014 thì để mà đủ điều kiện cấp giấy thì cũng sẽ phải xét đến yếu tố là phù hợp với các quy hoạch. Như vậy, do vậy là người dân sẽ phải xin để đảm bảo việc cấp giấy thì cũng phải có cái xin cái xác nhận cái phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch, các cái quy hoạch chung theo quy định của nghị định. Theo đại diện huyện Hoài Đức, đến thời điểm hiện tại, liên quan đến các hồ sơ cấp giấy tờ sử dụng đất đã có khoảng vài nghìn trường hợp trên địa bàn đang chờ thực hiện. Luật đất đai sửa đổi sau khi được thông qua đã phần nào mở ra những nút thắt đang vướng. Đối với các trường hợp mà đất có giấy tờ thì tuy nhiên là hộ gia đình cá nhân không lưu giữ được, cũng như là khi tra cứu hồ sơ ở các cơ quan ban hành cũng không còn lưu giữ được, thì đến nay luật cũng đã có hướng mở khi mà các hộ gia đình cá nhân chỉ cần bản sao và được xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã là đất sử dụng ổn định thì chúng ta vẫn có hướng để tháo gỡ việc cấp được giấy cho công dân. Đấy thì và đối với các trường hợp giao bán trái thẩm quyền cũng như là đất thổ cư, cũng như chúng tôi thường quen thường gọi là đất thổ cư cũ ông cha để lãi, thì chúng ta cũng đã phân định rõ hơn cho theo từng giai đoạn trước 80, từ 80 đến 93 và từ 93 đến nay, thì chúng ta cũng có hướng mở hơn là chúng ta sẽ cấp được những cái trường hợp mà giao không đúng thẩm quyền để trước 2014. Đại diện địa phương này cũng cho biết sau khi luật có hiệu lực sẽ sớm có những nghị định được đưa ra sẽ hướng dẫn cụ thể để hiểu công tác triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ cho công dân trên địa bàn dễ dàng hơn. Có một điểm rất đáng quan tâm là trong thời gian qua không có địa phương nào trên cả nước hoàn thành việc 100% công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy thưa ông Mai Văn Phấn, việc mà chúng ta luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thì cái tình trạng này nó có được giải quyết hay không trong thời gian tới? Đúng là cái công tác cấp giấy chứng nhận là nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố và rất nhiều đối tượng. Cũng có thể rằng là cũng do là người sử dụng đất, cũng có thể là do cơ quan có thẩm quyền trong cái việc tổ chức xem xét cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Ở đây thì để mà rà soát đánh giá tổng kết thi hành luật đất đai, như tôi vừa nói, thì đối với những trường hợp này chúng tôi đã phân ra thành về thể chế chính sách, nó phải tường minh theo từng nhóm cụ thể: nhóm có giấy tờ, nhóm không có giấy tờ, nhóm vi phạm và nhóm giao trái thẩm quyền. Ứng với từng nhóm đó thì nó kèm theo từng điều kiện một để đảm bảo cái việc là xem xét có căn cứ pháp lý để xem xét. Thì đó là về thể chế chính sách. Thứ hai là về đối với người sử dụng đất. Ở đây thì cũng có quy định là khi người sử dụng đất có nhu cầu thì nhà nước phải có trách nhiệm để xem xét. Cái thứ ba ấy, đó là luật đất đai lần này là thể hiện rõ là trách nhiệm của nhà nước, chứ không phải là chỉ nhu cầu người sử dụng đất đề nghị cấp giấy thì anh mới cấp. Ở đây là trong luật đất đai được Quốc hội vừa thông qua là thể hiện là trách nhiệm của nhà nước là phải thực hiện cái việc cấp giấy cho người dân. Vì vậy nên để khẳng định là có đảm bảo được cấp được 100% theo quy định của luật mới này hay không thì đây cũng là một cái câu hỏi rất khó, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Phụ thuộc cả người sử dụng đất có nhu cầu hay không có nhu cầu. Phụ thuộc vào các cái điều kiện mà có đáp ứng được hay không đáp ứng được đối với từng nhóm một. Phụ thuộc vào cái công tác tổ chức thực hiện. Chính sách ra rồi nhưng công tác tổ chức thực hiện có đáp ứng, có thực hiện tốt hay không. Nhưng mà tôi hy vọng rằng với những chính sách tường minh như thế này, điều kiện cụ thể như thế này, thì công tác tổ chức thực hiện thì nó cũng không bị là chồng chéo, nó không bị cản trở. Dạ, rõ ràng cũng xin thông tin rõ thêm là tại khoản 9 điều 138 của luật đất đai 2024 thì cũng đã có bổ sung cái quy định có tính chất đổi mới về cái trách nhiệm của nhà nước là phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả người sử dụng đất theo yêu cầu có đơn đề nghị, hoặc là cả trường hợp là người sử dụng đất không có yêu cầu, không có đơn đề nghị. Vậy thì thưa ông, cái điều này nó có nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác là chúng ta cấp giấy chứng nhận cho người dân cũng như là việc nâng cao cái công tác quản lý đất đai trong thời gian tới hay không? Đây cũng là một cái yêu cầu rất thiết thực, thiết thực cho công tác quản lý nhà nước, thiết thực cho trách nhiệm của nhà nước với người dân là phải bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Ở đây, khi chúng ta thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận,
thể hiện cái trách nhiệm của nhà nước bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp cho người dân. Thứ hai là khi nhà nước cấp giấy chứng nhận là nhà nước có công cụ, có hồ sơ để đảm bảo cái công tác quản lý đất đai nó được chặt chẽ, nó được minh bạch. Rồi chúng ta tiến tới là xây dựng cơ sở dữ liệu thì nó tiến tới là công khai, minh bạch và các cái thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai khi người sử dụng đất thực hiện các quyền thì nó được thuận lợi và dễ dàng hơn. Vì vậy trong luật đất đai lần này, như tôi nói như phần trước, đấy là trách nhiệm của nhà nước là phải cấp giấy cho người dân. Hy vọng là qua những cái sự chia sẻ vừa rồi của ông Mai Văn Phấn thì chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn về cái luật đất đai sửa đổi lần này, cũng như là mang đến cho chúng ta những cái thuận lợi như thế nào, đặc biệt là đối với người dân, những người mà mong mỏi cái tờ giấy chứng nhận sử dụng đất trong thời gian vừa qua. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Mai Văn Phấn, là Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin Đất đai, đã đến đây và chia sẻ với chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý khán giả.